Chào mọi người, tiếp tục trở lại với kênh Tuấn Kiệt Gia Lai nha mọi người nhé. Hôm nay mình đi qua Châu Tiệm Bình Dương nha mọi người. Cứ nhìn máy là chuyện bình thường. Chuyện thường ngày luôn. Đang đi cầu cứu đồng đội. Này hơi khó nha, ca này hơi căng nha. Ca này căng nha, ca này nha. Sao làm quá. Ca này hơi căng đấy. Sao làm đi. Bây giờ sao giờ? Chích cho nó gầy lên. Gầy rớt sao, trúng máy sao? Trúng máy không? Trúng. Trúng nha, trúng máy, trúng máy. Trúng máy. Thảo làm thảo cũng được hết chứ. Hả? Thảo được hết chứ. Này thảo làm rồi chứ. Thảo làm. Mọi người sau bên này nè. Mọi người sau vô bên này nè. Ừ. Cây này, cây đó cũng ra hả? Bên kia của người ta bên mà kia chứ. Mà nếu không có cây đó là hạ được. Được chứ, hạ được chứ bị gì đâu. Cái này hạ được mà. Sợ rồi đâu. Không rớt, dính cái đó là... Sờ rửa xuống máy không? Sờ rửa xuống máy không? Cứ hạ đi. Hạ đi, kìa. Xuống máy không? Không. Rồi máy sau sau bên này nè, nó rớt qua đây mà. Đó, thử đi. Rồi, bây giờ để cứu máy nha mọi người. Nó đầy lai á. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Chín Gia Lai cho mọi người nhé. Và mọi người xem video này ủng hộ mình một like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho mình với mọi người để mình có động lực ra những cái video tiếp theo cho mọi người cùng xem. Đấy, và đây là logo show mình đang bắt đầu cắt sáng nay mọi người. Lúc này thì tám mẫu mọi người. Cây thì cũng rất là đẹp luôn. Mình cắt thang mặt ba. Rồi chỗ nào mà không đủ mặt ba thì mình cắt hàng sáu nha mọi người nhé. Đây, từ đây mình cắt năm mày nha mọi người. Và đây và anh bạn ở tổ cơ khác. Rất là ghê gớm. Ở video hôm nay mình quay ngắn đây mọi người. Mình xin tạm dừng video tại đây nha mọi người. Xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công nhé. Đ-
đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của kênh Chiến Gia Lai nha mọi người nhé. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.